Đến tham dự sự kiện có khoảng 120 thành viên của Hội đồng Niên Ất Tỵ 1965 đang làm việc và sinh sống tại khắp các tỉnh thành của Cộng hòa Séc, trong đó có khoảng 70 chị em phụ nữ đã có mặt trong trang phục tà áo dài truyền thống. Các chị em cũng đã mang đến một màn trình diễn áo dài ấn tượng cùng các tiết mục văn nghệ sôi động. Các đấng mày râu trong hội cũng đã dành tặng cho những người phụ nữ những bông hoa tươi thắm nhất và dành tặng họ những ca khúc ngợi ca tình yêu và người phụ nữ Việt Nam. Trưởng Hội đồng Niên Ất Tỵ 1965 Nguyễn Kim Hợp cho biết, Hội đồng Niên Ất Tỵ 1965 được thành lập từ tháng 5 2023. Hiện nay hội đã quy tụ khoảng 100 thành viên với gần 20 ủy viên ban chấp hành. Đây là lần đầu tiên hội tổ chức ngày 20 tháng 10 cho các chị em phụ nữ. Hy vọng sự kiện sẽ được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ.